phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.